Vâng, Dương Vi xin kính chào tất cả các anh chị em đang vào trong cái diễn đàn của Dương Vi. Hôm nay á, cái chủ đề của Dương Vi nói đến những cái này, một số nhà đấu tranh dân chủ cuội trước kia từng ủng hộ cái đám Ba Sọc Việt Tân ở hải ngoại, nhưng ngược lại bây giờ quay ra đấu tố chửi lại bọn chúng vì bọn chúng lừa đảo, làm cho gia đình người ta tan cửa nát nhà. Đấy. Cụ thể ở đây ai chửi bọn chúng nhiều nhất? Đó là Trần Côi, Nguyễn Ngọc Lan ở Bến Tre, Trần Côi ở Đắk Lắk. Đối với Trần Côi ấy, trước hai vợ chồng, trước ngày 10 tháng 6 năm 2018, hai vợ chồng này tham gia vào các phong trào đấu tranh dân chủ cuội rất là mạnh mẽ, trong đó có tham gia vào nhóm của Lê Minh Thể, nhóm Dũng Biển Mặn, blogger Dũng Dũng Biển Mặn ở Đắk Lắk đó. Về sau thì vợ của Trần Côi đã bị bắt và đang thụ lý án tại Đắk Lắk. Hiện nay Trần Côi rất là bực mình và tức giận đối với cái đám Tân Thái, Benny Trương, Mimosa, Trúc Hoàng Lê. Đấy. Đối với cái đám đó, Trần Côi coi như là kẻ thù, chỉ là lừa đảo, mị dân, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, kêu người ta đấu tranh bằng hình thức xuống đường biểu tình. Đấy. Dùng bom xăng, tất cả những cái gì mà mang tính chất khủng bố thì chính vợ của Trần Côi, tức tên Lan, đã phải thừa nhận rằng những hành vi đó vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bị kết án tù. Từ đó Trần Côi đã nhận ra rằng hình thức đấu tranh bạo động chống lại đảng nhà nước, chống lại chính quyền, điều đó là sai hoàn toàn. Chính vì thế Trần Côi đã làm rất là nhiều cái livestream kêu gọi mọi người không nên tin tưởng và nghe theo cái đám Ba Sọc Việt Tân ở hải ngoại. Bởi vì sao? Bởi vì nghe theo bọn chúng không được gì cả, trái ngược lại mất rất là nhiều thứ, gia đình tan nát, chồng xa vợ, mẹ xa con. Đó là hoàn cảnh cảnh gia đình của Trần Côi. Đấy. Còn Nguyễn Ngọc Lan hiện tại ở Bến Tre là sao? Cũng từng tham gia vào nhiều cái chương trình chống phá Đảng nhà nước, đặc biệt là tham gia vào cái nhóm Hiến Pháp. Được thì không thấy đâu, nhà mất thì có rất là nhiều. Chính vì vậy hôm nay á, Nguyễn Ngọc Lan làm cái livestream vạch mặt tất cả những cái kẻ như Mimosa, Trúc Hoàng Lê, cả Uyên Thùy nữa, Nguyễn Uyên Thùy hiện tại đang sống lưu vong ở bên Thái Lan đó. Đấy. Vạch trần những cái âm mưu của bọn chúng, những người đã từng tham gia vào trong cái cuộc đấu tranh gọi là đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của bọn chúng. Những người ở trong cuộc này này, người ta tham gia vào không được gì và mất đi rất là nhiều thứ. Ngược lại, bây giờ nhận biết những cái sai trái, những cái việc làm của mình trước kia thì quay ra mọi người ấy, những người đó đã mở diễn đàn kêu gọi người dân và những người đang có ý đồ hay ý tưởng tham gia những cái phong trào đấu tranh dân chủ, nhân quyền, chống đảng, chống nhà nước, chống chính quyền địa phương và các nhóm dân chủ cuội, thì những người này làm livestream kêu gọi và thức tỉnh được rất là nhiều người. Đấy. Vâng, Dương Phi một lần nữa xin kính chào tất cả những người vào sau. Đó là việc mà những nhà đấu tranh nhận biết
được những cái việc làm sai trái trước kia của mình, và Dương Vy ghi nhận trong cái giai đoạn từ sau tháng 3 năm 2019 đổ lại đây ấy, những nhà đấu tranh này này, những nhà đấu tranh dân chủ cuội trước kia ấy, đã trở thành những nhà đấu tranh độc lập và dám nói lên những cái sai trái của chính quyền địa phương, đồng thời có nhiều cái đóng góp cho chính quyền địa phương bằng những hành động và lời nói cụ thể. Cái đó Dương Vy ghi nhận và nhiều người khác người ta cũng ghi nhận, và nhiều nhà đấu tranh người ta đã ủng hộ việc những nhà đấu tranh dân chủ cuội trước kia quay trở lại, là chính mình quay trở lại với chính nghĩa, với những người nông dân cộng sản như Dương Vy đây. Còn bây giờ ai nghe theo lời xúi dục của tên Đông Tà ủng hộ Đào Minh Quân, trước sau gì cũng vào tù. Những ai ủng hộ tên Phạm Huỳnh Huy Đức, tức thần Sấm Sét Phạm Huỳnh Huy Đức, cùng với tên Tân Thái Benny Trương, trước sau gì cũng phải vào tù, bởi vì những hình thức đấu tranh của bọn chúng mang tính chất rất là cực đoan, ba sạch. Đấy. Thêm vào đó nữa, cái nhóm Triều Đại Việt, tức là bọn Thái Gò Công đó, cũng ủng hộ cái nhóm của tên Phạm Huỳnh Huy Đức. Vâng, Trương Đồng Khởi, Nguyễn Lân Thắng là tên phản động chắc chắn rồi. Rất là nhiều kẻ phản động hiện tại đang ở trong nước, bọn chúng kết nối với tất cả các tổ chức phản động ở hải ngoại, nhưng những cái danh sách, những cái tên mà Dương Vy vừa nêu, cái đó lộ mặt thường xuyên trên các diễn đàn, cái đó không đáng ngại. Cái đáng ngại nhất là cái tổ chức của Việt Tân. Cái tổ chức Việt Tân nó làm việc rất là kín kẽ, chặt chẽ. Bởi vì sao? Bởi vì bọn chúng có điều lệ, có phương hướng, có mục đích hoạt động hẳn hoi. Cho nên á, những gì bọn Việt Tân nó làm, nó cài cắm ở trong nước này, nguy hiểm hơn bất kỳ các tổ chức phản động nào ở hải ngoại nó cài cắm. Đối với bọn ba que ba sọc không ngại bằng cái tổ chức Việt Tân. Bởi vì cái tổ chức Việt Tân nó có dễ ăn sâu về vào các tổ chức khác, các tổ chức chính trị khác như tổ chức dân sự, tổ chức NOU, và cả đám tổ chức Văn Chương, Chu Hảo các thứ đều có bàn tay của bọn Việt Tân này hết. Hiện nay cái tổ chức Việt Tân này này, bọn chúng mua chuộc được cả cái giáo hội, Dương Vy cũng không ngại nhắc tên mấy cái ông gọi là cha xứ như Nguyễn Đình Thục, Đặng Hiếu Nam, Nguyễn Duy Tân. Đấy là những kẻ mà thường xuyên tiếp xúc với cái tổ chức Việt Tân, có mối liên hệ rất là chặt chẽ với tổ chức Việt Tân, và được Việt Tân nó tuyển mộ, đào tạo, sau đó tung về nước. Nếu mà mọi người nói mà là bằng chứng đâu, bằng chứng các bạn hãy vào YouTube hoặc xem trên kênh An Ninh TV Nhận Diện Sự Thật, cùng với lật lại hồ sơ vụ án, điều đó có nhá. Hiện nay á, riêng cái tổ chức Việt Tân nó móc nối với rất là nhiều kẻ cầm đầu những cái tổ chức phản động ở trong nước, lập ra nhiều hội đoàn thể, trong đó bọn chúng khơi dậy sự chia rẽ giữa đồng bào tôn giáo và lương giáo. Đồng bào
người Kinh với người Thổ, người Mông với các dân tộc khác. Hiện nay bọn chúng lợi dụng vào việc đó, kêu gọi kích động đồng bào ở một số khu vực như Tây Bắc, Tây Nguyên để thành lập ra một cái nước Đề Ga. Cái nước Đề Ga này trước đó đã từng có và xảy ra ở Tây Nguyên, vương quốc người Mông ở Tây Bắc. Đấy là việc mà bọn chúng đang giáo diết thực hiện trên quy mô toàn quốc và toàn diện. Chính vì vậy, trong cái giai đoạn hiện nay, bọn chúng đang kêu gọi tập hợp kích động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào những cái hoạt động, những cái tổ chức của chúng. Trong cái thời gian vừa qua, sau khi tên Đặng Hoàng Vĩ nó đã xuyên tạc về cố chủ tịch nước mất tích và anh em những người này của Đặng Hoàng Vĩ, những tuyến trên người chỉ huy của Đặng Hoàng Vĩ đã có âm mưu gì và thực hiện nó ra làm sao, thì sau đây Dương Vi chỉ nhắc qua là từ cuối năm 2018 cho đến bây giờ Đặng Hoàng Vĩ mất tích và xảy ra một số sự kiện xung quanh ở khu vực Tây Nguyên. Bọn chúng có mối liên hệ rất là chặt chẽ. Và tên Đặng Hoàng Vĩ này nó đã tham gia vào rất là nhiều cái phong trào của bọn phản động ở hải ngoại, là cái nhóm Việt Tân. Trong mấy ngày gần đây á, riêng cái số lượng người mà bọn chúng tập hợp kêu gọi để xuống đường biểu tình ở khu vực Tây Nguyên, có số lượng nó đăng ký tham gia vào đấy rất là đông. Nhưng cái âm mưu đó của bọn chúng đã bị cơ quan an ninh cùng với bà con nhân dân người ta phát giác và ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra một cái vụ việc tương tự như ở Bình Thuận mùng 10 tháng 6 năm 2018. Kế hoạch của bọn chúng là mùng 10 tháng 7 năm 2019 này, nhưng điều đó đã không xảy ra. Bởi vì toàn đảng, toàn dân và toàn quân đã cảnh giác cao độ trước những cái âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản cách mạng đó, cài cắm ở trong nước và từ nước ngoài bơm tiền, thậm chí cả công nghệ, vũ khí vào trong Việt Nam, nhưng đều bị vô hiệu hóa hết trước sức mạnh của nhân dân, trước sự đoàn kết của thế trận an ninh nhân dân. Điều đó khẳng định rằng không có một phe phái, đảng phái nào khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam nắm và điều hành đất nước, quản lý con người một cách văn minh, tiến bộ như vậy. Vâng, Dương Vi chào Thanh Nguyễn, chào tất cả mọi người, chào cả Chủ tịch. Vâng, Thanh Nguyễn, điều đó Dương Vi biết rồi, nhưng mà chính vì thế, vâng, chào anh Thanh Nguyễn. Chính vì thế, cái tên Đặng Hoàng Vĩ này đầu nhây mối nhựa gây ra cái việc mà thời gian vừa qua ở khu vực Tây Nguyên nó tập hợp rất là đông người đăng ký ở trên Facebook, Zalo kết nối với nhau bằng điện thoại để tham gia xuống đường biểu tình. Đấy. Nhưng mà xin thưa với mọi người rằng việc đó không thể xảy ra, bởi vì người dân người ta đã được thấy những cái tác hại của vụ biểu tình 10 tháng 6 năm 2018. Đồng thời á,
từ khi Dũng Biển Mặn bị bắt thì cái tổ chức của Dũng Biển Mặn cùng với Huỳnh Trường Ca không có người gọi là lãnh đạo bọn chúng, nên bọn chúng liều chó cắn bệnh nên làm càn. Chi Trần Hồng này, Dương Vi ấy, từ trước giờ không biết bóc lột ai, đặc biệt là nông dân như Dương Vi. Không phải như Chi Trần Hồng, Nguyên Soái Vịt đây, lúc nào 1-2 giờ đêm cầm điện thoại ra cùng với 1.000 con vịt live stream chửi đảng, chửi nhà nước, đụ mẹ cộng sản, đụ mẹ thằng Dương Vi nha, Nguyên Soái Vịt Trần Chi Hồng nhá. Vâng, chào Tổng Sơn. Vâng, thằng Nguyễn, an ninh Việt Nam nói chung là không bằng tình báo của một số nước, nhưng người ta ghi nhận an ninh Việt Nam là giỏi, bậc nhất nhì thế giới. Cho nên á, những cái đám là phản động nào chuẩn bị manh nha hay chuẩn bị có ý đồ gì gây hại cho người dân, cho an ninh tổ quốc, cho an ninh quốc gia đều bị vô hiệu hóa và bị tiêu diệt. Còn nói về cái trại tù số 6 thì hôm nay tên Trương Quốc Huy lại xuyên tạc. Đấy. Nó xuyên tạc về an ninh Việt Nam, giam tù những cái tù nhân gọi là tù nhân lương tâm mà Dương Vi gọi là tù nhân dân chủ cuội. Lê Văn Thương, cái câu hỏi này á, anh đã từng là trung đội trưởng của một đơn vị bộ đội chính quy, anh biết điều đó hơn ai hết, và anh đã từng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng anh là con người vi phạm kỷ luật của đơn vị, đã bị đơn vị kỷ luật, và anh trong cơn tức tối đã làm đơn xin ra khỏi đảng và bỏ đơn vị, từ đó bị kỷ luật, nên anh quay mũi dùi lại xuyên tạc chửi đảng, chửi nhà nước, xuyên tạc chế độ. Riêng tối hôm trước anh lên cái diễn đàn của Tân Thái, anh đã xuyên tạc về lực lượng quân đội, người mà nuôi dạy anh thành người, anh ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván. Điều đó anh không phải là con người, anh chỉ là dân chủ cuội, mãi mãi vẫn là dân chủ cuội. Nguyên Soái Vịt này này, trong đất nước Việt Nam ai cũng có quyền nói những cái sai, những cái sai của đảng, của nhà nước, của nhà cầm quyền, của chính quyền địa phương. Nhưng các anh đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, đòi lật đổ chế độ cộng sản là các anh sai, các anh là những kẻ phản động. Nếu mà cầm cờ như cái avatar của anh, mang hình ảnh của một nước khác, của một vị tổng thống khác, là anh thuộc kẻ phản quốc nha. Cho nên á, tất cả những nhà đấu tranh dân chủ cuội từ
2018 trở lại đây, những người nào thức tỉnh được, người ta thấy đảng, nhà nước và chính quyền các cấp, người ta cố gắng vì dân mà phục vụ, vì lợi ích chung của toàn dân tộc. Còn những kẻ không biết sai trái, suốt ngày xuyên tạc, ra giả đòi lật đổ chế độ Đảng Cộng sản, đòi tham gia đảng phái này, đảng phái nọ. Tôi hỏi các vị dân chủ cuội, các nhà đấu tranh dân chủ cuội, các anh, các chị, nếu lật đổ được chế độ Đảng Cộng sản thì ai bây giờ có đủ khả năng đứng ra thành lập một đảng phái mới? Đào Minh Quân chăng? Tân Thái chăng? Hay Benny Trương? Hay Trúc Hoàng Lê livestream cởi chân chuồng, livestream kêu gọi mọi người xuống đường biểu tình để lật đổ chế độ Cộng sản, những người đó về làm lãnh đạo đất nước à? Tôi nói thật cho các anh các chị biết, ngay các anh các chị có hơn 160 tổ chức cá nhân đang hoạt động giáo diết ở trong nước này này, các anh các chị còn không vào nhau quay ra đấu tố nhau suốt ngày như Trần Côi hôm nay chửi cái đám Tân Thái, Benny Trương không ra gì, cái đám hải ngoại Nguyễn Ngọc Lan cũng chửi cái đám dân chủ cuội trong nước, cả anh nhóm hiến pháp chửi cũng không ra gì, lừa đảo bịp bợ, anh em không biết giúp đỡ lẫn nhau, quay ra cắn nhau, thậm chí lợi dụng nhau, mèo mả gà đồng, lừa đảo tiền bạc của nhau, người thì trốn, kẻ thì bị bắt, người sống tha phương cầu thực, sống lay lất. Như vậy các vị đấu tranh cho ai? Đấu tranh cho cá nhân của mình. Cái đó là cái lòng ích kỷ, tham lam. Trong cái thời gian vừa qua, Dương Bi ít làm live stream vì thứ nhất, Dương Bi khá là bận. Cái thứ hai, Dương Bi cảm thấy nhiều người người ta đã hồi tâm chuyển ý, không tham gia vào những phong trào vô nghĩa, vô bổ nữa. Nên Dương Vi cũng ngừng live stream một thời gian. Nhưng trong cái giai đoạn hiện nay, trong cái thời gian này, một số đối tượng với một số tổ chức cá nhân đã bị bọn Việt Tân lại tiếp tục chọc sẹo vào mũi, dắt đi như dắt con trâu. Phá hoại đất nước. Các anh các chị suốt ngày kêu gọi biểu tình, mà biểu tình được thì làm sao? Như Hồng Kông này, loạn hết cả một khu vực lên, thì những người người ta buôn bán làm ăn thì làm sao? Những người tham gia biểu tình sau bị bắt, cuộc sống sẽ ra sao? Cái đó Dương Vi nói rất nhiều và nhiều người cũng nói rồi. Dương Vi chỉ cảm nhận rằng khi một người trụ cột trong gia đình đi không đúng hướng, đồng thời sẽ lôi kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội. Có nghĩa là vợ, chồng sẽ bị ly tán, con cái sau này không được học hành tử tế, và lúc nào cũng tiếp xúc với những thành phần cực đoan xã hội, người ta kỳ thị. Điều đó lại làm hỏng một thế hệ tiếp theo, đó là con trẻ của mình. Các vị có nghĩ đến điều đó không? Các vị ích kỷ lắm, chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi. Các vị vì mấy cái đồng tiền đô la, vì mấy cái đồng tiền bẩn thỉu của bọn Tân Thái, Benny Trương, của đám ba sọc Việt Tân đưa cho các vị sẵn sàng làm bất kỳ điều gì, đào mồ quốc mã của ông nội bà nội
ông bà cha mẹ lên để chặn đường quốc lộ, để kéo xuống biểu tình, để cầm cờ nước khác, cầm hình ảnh của Tổng thống Donald Trump đi biểu tình. Như vậy các vị đã là tội nhân thiên cổ rồi. Các vị tưởng các vị làm như vậy thì những người dân người ta không biết sao? Những người sống xung quanh các vị người ta không biết sao? Bây giờ thời đại này, thời đại công nghệ, riêng các vị bảo là các vị không ai biết các vị làm gì, nhưng hình ảnh các vị được camera, người ta ghi ở trên điện thoại hoặc camera an ninh, camera giám sát, người ta ghi lại được đó rồi. Trần Chi Hồng, nguyên soái vịt này, những bất công trong xã hội, ở xã hội nào cũng có vấn đề, những bất công đó mình giải quyết thế nào, mình đòi hỏi ra làm sao, đòi hỏi một cách đúng đắn, một cách chính đáng thì nhà nước người ta sẽ giải quyết, hay chính quyền địa phương người ta sẽ giải quyết. Các vị nói mà là đảng làm sai, đảng không bao giờ làm sai, chẳng qua là chính quyền địa phương, những nhà lãnh đạo, các cấp lãnh đạo ở các địa phương á, không tuân thủ theo chỉ thị, chỉ đạo của đảng, không làm theo pháp luật của nhà nước nên vi phạm. Chính vì vậy các vị không xử lý, không đấu tố những người đó mà các vị quay ra quy chụp cho đảng, cho lãnh đạo nhà nước, thậm chí cả quốc hội. Trần Chi Hồng này, đừng có mà nghe theo Trần Khải nói, những người có xe hơi, những người đó người ta làm ăn buôn bán kinh doanh giỏi là cái thứ nhất, cái thứ hai người ta có tiền đề cho sự phát triển. Đừng nói mà là cán bộ tham ô. Tôi thấy xung quanh tôi đầy cán bộ, 10 người, cả 10 người nợ ngân hàng nhà nước, người ta cắm sổ lương để xây nhà, để tậu xe, biết không? Thậm chí người ta cắm sổ lương để mua bán bất động sản. Tống Sơn nói này, kinh tế chết lâm sàng, xin lỗi đi, riêng Việt Nam kinh tế lúc nào cũng ổn định phát triển, không như nước Mỹ nha. Nước Mỹ trong vòng vài tháng nữa, nếu mà quốc hội không phê chuẩn nâng trần cái mức ngân sách chi cho quốc gia thì nước Mỹ bị phá sản, nghe chưa? Cái mức trần nợ công của nước Mỹ năm 2018 là bao nhiêu? Gần 800 tỷ USD, năm 2019 879 tỷ USD, hiện tại đang nợ. Đấy là một quốc gia giàu mạnh về tất cả mọi lĩnh vực, bậc nhất thế giới, còn nợ công con số khủng như thế, còn sắp bị phá sản. Trần Chi Hồng này, nguyên soái vịt, không phải ai người ta cũng muốn đi xe hơi. Quan trọng người ta đi xe hơi loại gì nhá, mẹ hay Mercedes hay là VinFast. Xe hơi bây giờ có loại 70-80 triệu cũng có, hơn 100 triệu cũng có, 200 triệu cũng có, tỷ 2 tỷ cũng có, 5-7 tỷ cũng có. Nhưng mua xe hơi như Dương Vi này, đường
xã nó không thuận tiện, xăng thì nó cao, mà nhu cầu đi lại Dương Vi lại không dùng bằng xe hơi là mấy. Có tiền Dương Vi cũng chưa mua bây giờ. Được chưa? Bây giờ muốn mua xe hơi, anh cầm sổ đỏ ra ngân hàng đặt cọc, tôi làm hồ sơ tôi mua xe với số tiền bằng này. Anh cho tôi vay 200 triệu tôi mua xe trả góp. Thế là có xe hơi để đi, có gì đâu. Mà nói đến cái sổ đỏ nhá, Dương Vi nói luôn cái đám dân chủ quậy về đất đai này. Khi nào các anh các chị có sổ đỏ hẳn hoi, đấy mới là đất của các anh các chị, kể cả sổ ruộng, bìa xanh, bìa vàng, sổ vườn rừng. Khi nào mang tên ông Nguyễn Văn A, lô đất bao nhiêu, số thửa bao nhiêu, thì cái đó nhà nước mới công nhận là đất của các anh các chị nha, các nhà đấu tranh dân chủ cuội nhá, kể cả sổ đỏ cũng thế, căn nhà các vị đang ở cũng vậy. Còn không có cái đó là các vị không có quyền hợp pháp, nên đừng có đòi hỏi gì, nhất là những người đòi hỏi về cái đất đai, về ruộng riết nhỉ, từ đất nông nghiệp mà sau khi người ta quy hoạch thu hồi người ta đền bù với giá thí dụ 10 triệu một mét vuông, nhưng sau khi người ta quy hoạch xong, phân lô bán, phân lô cắt nền xong, người ta làm sổ đỏ, lúc ấy chuyển thành đất thổ cư thì giá trị nó phải tăng lên gấp trăm lần là nó chuyện bình thường. Thì các vị thấy người ta làm được như vậy, các vị lại đi đòi thêm, bảo sao đền bù tôi rẻ thế, bây giờ bán một mét vuông hàng trăm triệu, còn đền bù có 10 triệu. Cái đó tôi phân tích có hợp lý không mấy bạn? Đấy, từ đất nông nghiệp người ta đền bù, nhưng mà trong quá trình người ta giải phóng mặt bằng, người ta phân lô bán nền làm đủ thủ tục, đầu tư vào đấy rất là nhiều thứ, cả cơ sở hạ tầng, thì nó mới được cái giá gấp trăm lần như vậy. Thì các vị đòi, giỏi các vị đi làm đi. Này, không cầm sổ đỏ thì không ai bắt nhá. Anh không có tiền thì anh cầm, thì anh có nhu cầu anh mua xe hay làm việc gì đó, anh không có tiền như thế thì anh muốn vay ngân hàng. Ngân hàng thì người ta cần có cái để đảm bảo, cần đảm bảo tài sản đảm bảo vững chắc nhất là gì? Là nhà cửa đất đai. Mà anh không có thì miễn, mà có anh vay anh phải nộp lãi, tiền sinh ra tiền, anh cũng ấy thôi, anh cũng cắm thôi, anh cũng vay thôi, vay thì anh phải trả lãi. Mà tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói rồi, hễ một người dân nào không vay tiền, không nợ, thì những người đó là những người thành đạt, những người giỏi. Và những người nào vay tiền ngân hàng là những người yêu nước, bởi vì thường xuyên trả lãi cho ngân hàng, đóng thuế cho nhà nước mà. Đúng không? Còn những cái kẻ dân chủ cuội, những nhà đấu tranh cuội thì làm được gì cho đất nước? Các vị cứ nghĩ rằng các vị dùng cái mỏ với cái đầu tầm thấp này thì đi làm sao mà đấu lại những người lãnh đạo trong đảng nhà nước, đấu lại với ngân hàng? Họ là những người sinh ra trong đầu đã có sạn và được đào tạo, rèn luyện, tôi luyện, hun đúc, thử lửa như nguyên soái Vịt này này,
chỉ có biết bịt và bịt, nửa đêm ra canh bịt livestream chửi đảng, chửi nhà nước, chửi lãnh đạo, chưa biết chửi và chửi thôi thì làm gì được. Dương Vi nhắc lại một lần nữa, những nhà đấu tranh dân chủ cuội bây giờ đang tiếp tục lầm đường lạc lối. Hãy học tập Trần Côi, Nguyễn Ngọc Lan, xem lại sau những trận, những công cuộc đấu tranh tham gia vào các phong trào dân chủ cuội mà bị những cái kẻ ba sọc Việt Tân ở hải ngoại nó rất mũi xỏ đi ấy, rất xỏ mũi dắt đi như dắt trâu á, thì cuộc sống gia đình bây giờ ra sao và bây giờ suy nghĩ ra sao, ngược lại căm hận những cái bọn lừa đảo ra sao nhá. Riêng cái bọn phản động ở hải ngoại, bọn ba sọc và bọn Việt Tân á, cái âm mưu bọn chúng sử dụng là âm mưu diễn biến hòa bình, sử dụng tâm lý chiến ngày này tháng nọ năm khác theo cái vòng tuần hoàn. Chúng liên tục một bài ca không quên, đó là chế độ Đảng Cộng sản nó đi ngược lại với lợi ích của người dân, không phù hợp với xu thế của thế giới. Đấy là những cái bài ca không quên của bọn nó. Người dân chúng ta phải đứng lên đấu tranh đòi tự do dân chủ như nước Mỹ, như Úc, như Canada. Thực tế các bạn thấy những cái nước đó bề ngoài hoành tráng nhưng mà luật pháp nó rất là khắt khe. Những vị cảnh sát nó có quyền tối thượng, chống đối nó bắn chết ngay tại chỗ, không giải trình nha. Như Việt Nam sao, công an giao thông đứng ra tuyết còi vẫn cố tình lao xe đâm thẳng vào cảnh sát giao thông, thập tử nhất sinh. Cái điều đó nước nào dân chủ nhân quyền hơn? Mà các nước dân chủ nhân quyền ấy, thấy bom đạn chưa, như Pháp khủng bố, Mỹ khủng bố, súng đạn bay ầm ầm. Các nước đa nguyên chính trị đa đảng đối lập đó biểu tình liên tục, như tại Philippines với Thái Lan thôi. Các nước Đông Nam Á gần ngay sát nách Việt Nam thôi, như Campuchia cách đây vài năm về trước thôi, bất ổn bởi vì nhiều đảng phái tranh chấp và người dân không biết dựa đâu mà sống. Riêng Thái Lan bảo là nhìn bề ngoài hoành tráng thế này nhưng thực tế cái nền kinh tế của đất nước Thái Lan là do nhà vua nó lãnh đạo, nó cầm quyền, và những thương gia giàu có đó là ai, là người Hoa, người Trung Quốc, không giống như Việt Nam nhá. Kể cả bên nước Mỹ cũng vậy, tỷ lệ người giàu của nước Mỹ chiếm 20%, người nghèo 80% dân số của nước Mỹ. Bọn ba sọc có ai giàu không? Xin thưa rằng không. Bọn chúng có lừa đảo không? Có lừa đảo, Tân Thái lừa đảo và kêu gọi quyên góp được hơn 500.000 đô gửi về Việt Nam trong gần chục năm đấu tranh này. Thì từ 500.000 đô của Tân Thái có bao nhiêu người vào tù? Tân Thái, Benny Trương, cái đám đó. Vì những cái đồng tiền đô la bẩn thỉu đó mà nhiều người vào tù ra tội như vậy, có đáng không? Xin thưa với các bạn, không đáng nha.
Nói về các nước dân chủ ấy, thì năm 26 đến 28, 29 này này, các nước ở Đông Âu, ở Tây Âu cũng rất là loạn. Mà các nước ở Tây Á cũng thế, ở Châu Phi cũng vậy. Làm gì trên thế giới có nước nào có nền kinh tế chính trị ổn định như Việt Nam? Chẳng qua chỉ có một số nhà dân chủ cuội làm là con sâu làm dầu nồi canh, làm cho đất nước xáo xào loạn lên, phò Mỹ bài Trung đòi diệt cộng sản. Đó là cái ý đồ của đám ba sọc Việt Tân. Bọn chúng sử dụng cái tâm lý chiến này này, cái âm mưu diễn biến hòa bình này này, từ những thập niên 70 của thế kỷ trước, sau khi bọn chúng bị thất bại ở miền Nam. Chính vì thế bọn chúng càng cay cú hơn. Những người F1, thế F1 của ba que thì bây giờ già cả rồi, râu tóc bạc phơ, thì bọn họ xác định họ không làm được gì, thì bọn họ đào tạo ra cái thế hệ F2. Mà cái thế hệ F2 này, bọn chúng làm chính trị mà ăn nói không ra gì, lên mạng chửi, chửi tục thì phải nói rằng đệ nhất thế giới. Theo đúng cái cách đu càng bọn chúng cũng nhất thế giới, là cái việc chửi bậy của bọn chúng. Dạ, em hôm nay chỉ nói về những nhà đấu tranh dân chủ cuội sau khi bị thất bại và nhiều người hồi tâm chuyển ý quay về chửi lại cái đám ba que Việt Tân ở hải ngoại anh Việt Bình Dương. Ôi giời, ông Trần Khải này, Châu La Khải này, ông bán điện thoại với máy tính, ông bán đắt bỏ sư, mua rẻ bán đắt, cũng khéo có cả đồ tàu nên trốn thuế. Nhưng mà Trần Khải thời gian này á, chửi cái đám phản động cũng rất hay, mà ngược lại, ông chỉ đi xuyên tạc Dương Vi tí thôi. Nhưng mà xuyên tạc Dương Vi không vấn đề gì, chửi được cái đám phản động ở hải ngoại cũng như trong nước ấy, chỉ hay như vậy là tốt. Nhưng mà bớt nói tục đi Trần Khải ạ. Dương Vi chào chú Nguyễn Nhàn, chào tất cả mọi người. Đấu tranh đấu đi đấu lại, đấu qua đấu lại, như cái con Nguyên Thủy làm được mớ đâu 200.000 USD ấy, không đến đâu, hơn 100. Chạy sang Thái Lan sống dở chết dở ở bên đó. Mà cái cuộc sống lưu vong á, cái cuộc sống lưu vong bằng chính trị này này, muốn nhờ nước thứ hai trung chuyển qua nước thứ ba, nó cả một vấn đề rất là khó. Như con Mụ Châu Tâm cũng thế, muốn quay về nước bây giờ không về được. Hai vợ chồng Châu Tâm một đứa con, nhiều lúc tâm sự. Thật sự là Châu Tâm cũng muốn quay về nước, mà về nước thì chắc chắn hai vợ chồng sẽ ngồi tù rất là lâu, con nhỏ. Thôi thì bây giờ lỡ sống bên Thái Lan rồi, sống ở bên này một thời gian quen quen đỡ, không phải đi xin ăn cơm ở chùa như ngày trước nữa. Thỉnh thoảng đi làm việc này việc nọ, kiếm được thêm đồng tiền để sống qua ngày. Nhưng mà vấn đề lo nhất là con cái sau này lớn đi học kiểu gì, nếu mà công an nó hốt cái cũng rất là khổ, nên bị trả lại Việt Nam. Đấy, đấy là những cái tâm sự của Châu Tâm. Tại sao Châu Tâm lại tâm sự với Dương Vi như vậy? Châu Tâm từng livestream cởi trần chuồng sau cái con Trúc Hoàng Lê. Có nghĩa là Trúc Hoàng Lê livestream ngày hôm trước, thì đêm hôm sau tại bên Thái Lan, Châu Tâm
livestream cởi trần chuồng kêu gọi ủng hộ mọi người xuống đường biểu tình 10 tháng 6 đó. Chồng ngồi đó quay phim, con nằm trên giường. Nên Dương Vy chửi Châu Tâm là một con điên, vừa xấu mà vừa đen, bụng phệ như bụng heo nái ấy. Đòi cởi trần chuồng, làm cho mắc ói, làm cho thấy đàn bà. Dương Vy còn thấy đàn bà đấu tranh cái đám dân chủ cuội ghê tởm, cái việc làm của Châu Tâm. Nên Châu Tâm nói rằng thôi từ nay Châu Tâm sẽ không làm việc như thế nữa. Châu Tâm, nhưng mà Dương Vy đừng có chửi Châu Tâm nữa. Thì Dương Vy không chửi Châu Tâm, nhưng Châu Tâm đừng có chửi xuyên tạc về bác, về đảng quá nhiều. Bởi vì cái lỗi lầm của Châu Tâm với hai vợ chồng Châu Tâm là từ năm 2014 tin theo cái bọn Việt Tân là xuống đường biểu tình cái giàn khoan Hải Dương 981 đó, và đi đập phá công xưởng máy móc, bị công an truy nã. Này thằng người dân Việt Nam này, nếu mà mày nói ra được câu đấy, mày không phải là người dân Việt Nam, mày là thế hệ F2 của ba que rồi, là công dân hạng tư thế giới rồi nhá. Biến đi. Dương Vy làm cái diễn đàn này, Dương Vy chưa mời khách mời, bởi vì khách mời Dương Vy sẽ làm live sau. Dương Vy làm cái live này chủ yếu là nói về một số vấn đề như vậy thôi. Hạnh Phúc Trần, lúc nào anh làm live anh sẽ mời chú lên trao đổi vì cái bọn ba que ba sọc này sau nhé. Dương Vy xin lỗi là mọi người là Dương Vy sẽ không mời những cái live Dương Vy làm chớp nhoáng này. Đấy. Và sau đây Dương Vy cũng xin kết thúc cái diễn đàn này ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở trong diễn đàn lần sau. Nếu mà làm cái livestream nào dài, Dương Vy sẽ mời mọi người làm cái livestream nào tầm 2 tiếng, 3 tiếng trở lên, Dương Vy sẽ mời mọi người lên cùng nhau trao đổi về một số cái vấn đề mà bọn ba que nó lừa đảo, làm cho những người dân chủ cuội trong nước thảm hại, và một số người đã từ đó quay lại nhìn nhận những cái việc làm sai trái của mình, căm thù cái bọn đó ra làm sao và tu chí làm ăn như làm sao. Đấy. Ôi cái thằng Trần Chi Hồng kia, em cứ vào nhà Châu La Khải, tức nhà Trần Khải á, lúc nào cũng đối chất được. Còn tên Trần Tân á, ở thằng Trần Tân nó ở Đài Loan, thằng này á quê nó ở Phú Thọ, ở Thanh Sơn Phú Thọ, theo đạo Công giáo, nó cũng tham gia vào việc cùng với một con bé kêu gọi mọi người ủng hộ cái việc đấu tranh đòi dân chủ nhân quyền cho cái đám tù nhân lương tâm, cái đám tù nhân ở trại số 6 Nghệ An á, đi tù còn đòi điện quạt với cả điều hòa, chịu hết bài hết cách nói. Đấy. Bọn nó tối nào cũng ở nhà Trần Khải, mà đề nghị anh Trần Khải tối nay làm livestream mời anh em, một bên là của nông dân Dương Vy, một bên là của thống soái vịt, ngủ nguyên soái vịt, để đấu tranh tranh luận với nhau xem ai thắng ai thua. Mà nguyên soái vịt đã thua 2 keo rồi nhá, nên nhớ rằng chính nghĩa lúc nào chiến thắng cái tà. Ta không bao giờ thắng chính, đó là quy luật từ trước trở về đây rồi, từ lúc khai thiên lập địa, ta không bao giờ thắng nổi chính. Đơn giản, ngay cả đế quốc Pháp, thực dân Pháp, nó đô hộ Việt Nam, nhồi sọ người dân, cai trị người dân Việt Nam bằng ma túy, bằng rượu cồn, bằng ngu dân, nhưng
có thắng được đâu. Cái thứ hai, đế quốc Mỹ thành lập ra chính phủ ba que, Việt Nam Cộng Hòa, cái đó nó không đi, không gắn liền cái lợi ích quốc gia dân tộc lại với nhau, mà chia rẽ dân tộc, chia rẽ đất nước, đem bom đạn ở nước khác dội vào đầu người dân. Cái đó cũng phi nghĩa, nên người dân, chính người dân miền Nam Việt Nam đứng lên để đấu tranh giành độc lập, giải phóng miền Nam, và có sự ủng hộ của người dân, quân dân ở miền Bắc, thống nhất hai miền Nam Bắc ở chỗ đó. Mọi người nên nhớ rằng cái mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam được ra đời, nó là bước ngoặt lịch sử, nó là theo cái ý chí nguyện vọng của bà con nhân dân miền Nam Việt Nam nhé. Cho nên á, cái đó là cái chính, cái ta là trên đất nước mình có người đứng lên, có người ở ngoại bang, có người ở Hoa Kỳ đứng chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành cái đám ba que, nó là phi nghĩa, nên bà con người ta không chấp nhận điều đó, nó là chính và tà. Ôi trời ơi, em khen anh khen cả ngày, mỗi tội anh không giàu như thằng Duy Nguyễn này. Nó giàu như Duy Nguyễn này, đẳng cấp hơn nó cơ. Vâng, Dương Vy cũng nói hơi nhiều rồi, xin kết thúc cái diễn đàn đây. Chào mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở trong diễn đàn lần sau. Tạm biệt mọi người.